Xin chào các bạn, trở lại với kênh Điện tử Tám Hoa. Và hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là trung tâm có một cặp loa Audio Center PF12 hàng bãi xịn. Và như trên màn hình quý vị và các bạn đang ngắm nhìn cặp loa Audio Center PF12. Với dòng loa PF12 sở hữu bass 30 và chép kèn. Và hàng xịn nhá. Cặp này mình giới thiệu với quý vị và các bạn nó bị lệch từ. Vâng, mình lệch từ thì nó lệch ở trên đầu trên. Thì với lô lô trước mình mới tháo ra thì phát hiện ra là cặp này nó bị lệch từ. Một từ là từ 18 và một từ 19. Vâng. Thì với dòng loa Audio Center PF12 và PF12 cộng thì với dòng loa Audio Center bãi xịn này nó có hai loại từ. Một loại từ có đường kính là 18 và một loại nó nhỉnh hơn một chút 19 20 gì đó. Thì với cặp này là bị lệch. Thì mình làm một video để quay cho các anh em. Có bác nào sở hữu cặp này có giá mình sẽ để cho cái giá là 11,5 triệu. À, 11,5 triệu. Thì với cái giá này thì nói thật với quý vị và các bạn là mình nhập cũng đã đến gần như vậy rồi. Mình nhập cũng đã như thế rồi, có chỗ còn đắt hơn. Nha quý vị và các bạn, nhé, có chỗ mình nhập vào đã đắt hơn cái giá mình bán cho quý vị và các bạn với cặp loa PF12. Nó chỉ bị lệch từ, không vấn đề gì, từ xịn, bát xịn luôn, không phải là nhái. Mình sẽ làm một video này kể cả bác thợ nào nhé, nhìn cái từ này nếu như mà không phải xịn là mình sẽ cho không, mình yếu không. Ok, đây là mặt bên ngoài, bề ngoài nhé. Vừa mình tháo cái căng ra, cái căng của PF12 này. Cũng có đơn vị có khi nhật và hình cái cặp này nó phải rơi vào 11 mấy 12 thì mình để nó có 11 rưỡi thôi, rất là ok. Loa bên ngoài này, chép đỏ này. Sau đây mình sẽ nhấc ra để cho các bạn nhìn cái từ của cặp loa nó bị lệch một chút lại. Trồng với cái tu vít. Ok. Đó, quý vị và các bạn có nhu cầu xin hãy liên hệ cho Điện tử Tám Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Điện tử Tám Hoa ra hàng toàn quốc. Địa chỉ Điện tử Tám Hoa, Thị trấn Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Còn rất đẹp nhé, này. Ok. Đây là offer này, hai offer rất xịn nhé, gần xịn nhé, rất là ok. Hai con chép đỏ thì không phải suy nghĩ được. Mình sẽ nhấc từng cái lên một. Thì với lô này là mình bán 12 triệu một cặp nhé, 12 triệu rưỡi một cặp nhé, xin lỗi quý vị và các bạn, 12 triệu rưỡi. Đó. Đây là từ nó luốt hơn một tun chút. Đây là từ nó bị lệch. Con từ này nó to hơn một chút này. Quay hai từ, đó. Nó không vấn đề gì cả nhé. Kể cả bác thợ nào nhìn từ này mà bỏ từ giả, từ nhãi mà mình biết không, ok luôn. Đó, từ này nó nhỉnh lên một chút, không vấn đề gì cả, cũng hợp lý là ta quất thôi. Ok, từ 18 này,
từ 18. Con này nó khoảng 19. Thì một chút thôi. Rất là ok. Ở bên trong phân tần này. Cái phân tần của All Center 12 và 12 cộng thì nó chỉ có khác thế này thôi nha các bạn nhé. Cái con tụ của con 12 nó nhỏ hơn. Còn con tụ của con 12 cộng nó con tụ này nó to hơn, nó lớn hơn rất là nhiều. Con tụ này này. Đó. Nó có khác như vậy. Và nó khác đằng sau cái hai cái đường rắc lưu trích kết nối là nó lõm vào, lõm sâu vào. Còn con 12 thì nó không. Đây phân tần lên nào. Bông tiêu âm. Đây, bên trong nội thất của một đôi này. Đó, ok chưa? Rồi, 11.500.000. Bác nào có nhu cầu đó, hãy quất luôn. Rất là ok. Sau đây mình sẽ về bên trong này thì ok rồi, không phải suy nghĩ gì, 100% rồi. Đó, 100% luôn đấy. Sau đây mình sẽ nắp vào, giáp vào, mình thử luôn. Thử luôn. Lô mình lấy về nhé, sau khi tháo hết ra mới phát hiện ra. Với dòng loa All Center thương hiệu của người Tây Ban Nha. Đó. Các bạn này, tí nữa quên không kết nối dây là lắp vào là tháo ra. Ok, dây kết lô, dây loa của All Center xịn, nó rất là to. Con bát này nó nặng hơn con bát luốt luốt hơn, nó nặng hơn một chút. Ok, mình viết tạm vào mình thử nhé. Ok. Thank you.
mình thử chất âm của cặp loa. Xa rồi bởi ta đã xa cách lâu rồi, thì thôi em nhé, dù thương yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày từng phút giây êm đềm cũ người ơi, kỷ niệm hai đứa anh xin em tìm lãng quên. Từ khi vào linh rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bôi xóa. Quê cũ ghi bao tình mến đêm trăng lành, mộng ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều, lời đau ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua.